Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh Gỗ Mỹ Nghệ VIP. Ngày hôm nay shop trân trọng giới thiệu tới các bác hai chiếc khay trà được chế tác từ chất liệu gỗ lũa bách xanh Sơn La quý hiếm. Hai khay trà này được thợ của shop chế tác thủ công hoàn toàn bằng tay, lựa theo thế gỗ tự nhiên. Chiếc thứ nhất có kích thước dài 49, rộng 46 và dày 20 cm, và chiếc thứ hai có kích thước dài 59, rộng 35 và dày 14 cm. Và ngay bây giờ xin mời các bác cùng ngắm chi tiết hai khay trà gỗ lũa bách xanh Sơn La vân tuyệt đẹp, rất độc đáo và nghệ thuật. Khay trà thứ nhất có kích thước vừa với kiểu dáng rất độc đáo, từ một phôi gỗ lũa bách xanh với nhiều thớ gỗ lũa tự nhiên, thợ của shop đã phay đục tạo ra nền mặt khay 3 cấp, kết hợp việc giữ lại những chi tiết lũa tự nhiên xung quanh mặt của khay, tạo nên một tác phẩm rất nghệ thuật. Còn đây là chiếc thứ hai, có kích thước dài hơn chiếc thứ nhất, cũng với kiểu dáng độc đáo, nền mặt khay được tạo 2 cấp và có kết hợp việc giữ lại những chi tiết lũa và da gỗ xung quanh mặt khay, cũng rất đẹp và độc đáo. Hai khay trà này được xốp để mộc, không sơn PU mà chỉ đánh sáp ong, phần mặt khay đã được đục tạo hình, phần lũa và da gỗ để tự nhiên. Đặc biệt gỗ bách xanh có mùi thơm ngọt rất dễ chịu, làm cho tinh thần hưng phấn, giảm căng thẳng mệt mỏi rất hiệu quả. Với hai khay trà này, các bác có thể dùng làm món quà để tặng bạn bè, đối tác, người thân vào các dịp hỷ sự, hoặc trưng bày sử dụng trong phòng tiếp khách gia đình, văn phòng công ty, cửa hàng hoặc không gian trà đạo. Với kiểu dáng nghệ thuật độc đáo, tác phẩm tạo được nét rất riêng cho căn nhà của gia chủ, góp phần nâng tầm không gian nội thất thêm trang trọng và gần gũi. Các bác quan tâm đến hai khay trà trên, vui lòng liên hệ đến shop qua 3 số điện thoại Zalo là 0818 999 679, 0982 212646 và 0849 838858, hoặc các bác truy cập vào website www.gomynghevip.com để đặt mua hàng. Nếu các bác ở Hà Nội, shop trân trọng mời các bác ghé thăm gian hàng của shop để uống trà và xem trực tiếp sản phẩm tại địa chỉ 115A Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Ngoài các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ được giới thiệu trên kênh YouTube, trên website Gỗ Mỹ Nghệ VIP, shop nhận chế tác gia công các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ khác theo yêu cầu riêng của khách. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của shop ngày hôm nay. Các bác hãy like, share video và đăng ký kênh YouTube Gỗ Mỹ Nghệ VIP để ủng hộ cho shop. Sau khi đăng ký kênh, các bác nhớ nhấn vào tín hiệu hình chuông ở phía bên dưới để luôn cập nhật thông báo các video mới nhất và hay nhất từ shop. Chúc các bác luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.